sẽ nhận trúng 10 triệu. Sẽ nhận để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thành cho sách không độ number one. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Hãy xé nhãn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thành cho sách không độ number one. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình quay số trúng thưởng, xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu đến từ nhãn hàng trà xanh phong độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực number one, number one dâu, number one chanh, number one active và trà sữa macchiato phong độ. Đến với buổi quay số ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu bạn Mỹ Linh sẽ đại diện cho người tiêu dùng. Và không để quý vị chờ đợi lâu nữa thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về màn hình máy vi tính để chúng ta chờ xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên sở hữu về cho mình giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt nhé. Xin chúc mừng quý khách hàng ở mã số may mắn IQ8TTW7N, số điện thoại cuối 4630. Xin chúc mừng. Và vị khách may mắn thứ hai là em Tùng. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn 5FBFAEC5, số điện thoại cuối 4349. Xin chúc mừng. Và thưởng thứ ba xin mời em. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn AEQNGWZW, số điện thoại cuối 9495. Xin chúc mừng. Và vị khách thứ tư một lần nữa xin mời. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn ITXWDCMS, số điện thoại cuối 2731. Xin chúc mừng. Kính thưa tất cả quý vị, ngoài 4 giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt thì chúng tôi còn quay số để tìm ra 500 chủ nhân của thẻ cào mệnh giá 50.000 đồng. Kính thưa tất cả quý vị, nếu muốn tham gia chương trình xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu thì hãy nhanh tay mua ngay cho mình những sản phẩm đến từ nhãn hàng trà xanh phong độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực number one, number one dâu, number one chanh, number one active và trà sữa macchiato phong độ. Đừng quên xé nhãn gửi ngay tin nhắn về cho chúng tôi theo cú pháp mã code trở về 6020 hoặc truy cập website chụp chiều mỗi ngày .com để nhận mã code miễn phí. Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Vì vậy thời gian rất là dài và còn rất nhiều cơ hội cho tất cả quý vị. Tất cả các mã số may mắn ngày hôm nay đã được hiện lên. Một lần nữa thay mặt cho chương trình xin chúc mừng tất cả quý khách hàng đã có mã số may mắn ngày hôm nay. Mọi thông tin và chi tiết liên lạc xin gọi về số 1800545478 hoặc truy cập website chụp nhiều mỗi ngày.com. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ nhận trúng 10 triệu. 10 triệu. Sẽ nhận để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thành trà xanh không độ number one. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Hãy xé nhãn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thanh ra sách cấp độ number one.